Thông điệp trong album solo đầu tay R của Rose Blackpink, nữ hoàng K-pop Rose của Blackpink vừa phát hành album solo đầu tiên của mình mang tựa đề R. Ngay khi ra mắt, bài hát đứng top đầu nhiều bảng xếp hạng và lượt view tăng đáng kể trên YouTube. Nhưng ý nghĩa thực sự của chữ này đối với cô là như thế nào? Mặc dù tiêu đề đơn giản của album đề cập đến tên của chính cô ấy, nhưng Rose tiết lộ rằng đằng sau sự đơn giản đó còn có điều gì đó nhiều hơn thế. Tôi đã sử dụng chữ cái đầu tiên của tên mình mà nhiều người gọi tôi bằng tên, ám chỉ bước đầu tiên của tôi với tư cách là một nghệ sĩ solo. Ngoài việc để chữ cái R định nghĩa tôi hy vọng rằng khi bạn nhìn thấy tôi, bạn sẽ nghĩ đến chữ R đầu tiên, Rose nói. Rose cũng hy vọng rằng album này sẽ có thể truyền tải một cách chân thực cô là nghệ sĩ solo Rose. Đã chuẩn bị cho album này trong một thời gian dài, Rose bày tỏ sự hào hứng khi có thể cho mọi người thấy những gì cô đã dày công. Rose cảm ơn các Blink đã chờ đợi sản phẩm mới của mình và hy vọng họ sẽ thích album. Trong quá trình thực hiện album, tôi đã có nhiều thời gian để nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ rằng mình cũng như mọi người, có thể hồi phục sau những tổn thương và học hỏi thông qua âm nhạc. Tôi muốn chuẩn bị một album làm hài lòng người hâm mộ, cũng vì họ đã chờ đợi sản phẩm solo này trong một thời gian dài. Tôi đã cố gắng tham gia vào mọi thứ, ngay cả khi chỉ tạo ra nhịp điệu ở giai đoạn đầu. Đây là một album phản ánh nhiều ý kiến của riêng tôi và bạn cũng có thể nghe các bài hát mà đây là lần đầu tiên tôi tham gia viết lời. Tôi muốn album chứa đựng những khía cạnh chân thực nhất của bản thân vì đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu mình với tư cách là nghệ sĩ solo Rose với công chúng, Rose bày tỏ. R của Rose có hai bài hát, On The Ground và Goni. Cùng với EP Đĩa Mở Rộng, Rose đã ra mắt video âm nhạc cho On The Ground. Phần đầu MV, cô mặc mẫu trang phục số 57 nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2020, ra mắt ở New York Fashion Week của nhà thiết kế Công Trí. Đây không phải là lần đầu tiên nhà thiết kế Công Trí kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế. Danh sách khách hàng của anh trải dài từ giới chính khách như cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cho đến các nghệ sĩ lớn như Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Miley Cyrus, Demi Lovato, Jennifer Lopez hay gần đây là Kelly Meritran. On The Ground là ca khúc chủ đề trong album R của Rose và cũng là bản hit solo đầu tay của nữ thần tượng. Điều gây bất ngờ là bản hit này viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sau khi ra mắt, MV đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của các fan Hàn Quốc và quốc tế. Bên cạnh những lời khen ngợi hết mình vì sự đầu tư chỉn chu của MV thì còn có những phản ứng trái chiều xoay quanh ca khúc này. Theo đó, nhiều người bày tỏ tiếc nuối vì On The Ground là một ca khúc đầu tay của một nữ thần tượng K-pop nhưng lại viết hoàn toàn bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn. Dù biết dụng ý của công ty quản lý Rose là muốn sử dụng một ca khúc tiếng Anh để tiếp cận fan quốc tế, nhưng các fan Hàn Quốc lại cho rằng nếu sử dụng tiếng Hàn, bản hit này sẽ cuốn hút và chinh phục họ nhiều hơn. Một số khác thì tiếc vì nếu On The Ground có cả phần tiếng Anh và tiếng Hàn thì sẽ ổn thỏa hơn. Ngoài ra, không ít người cũng cho rằng On The Ground chưa thật sự thỏa mãn sự kỳ vọng của họ. Trong đó, nhất là lời bài hát bị cũ, MV chưa thực sự đột phá. Dù như vậy nhưng không thể phủ nhận sức hút của On The Ground khi chỉ trong vòng 10 giờ ra mắt, MV đã đạt 25 triệu view và đứng top 2 trending trên YouTube Việt Nam. On The Ground còn đứng top 1 trên Genie và Bắp.